Thưa quý vị và các bạn, một số vụ việc học sinh bị ngộ độc thực phẩm gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các trường học, bếp ăn tập thể trên toàn quốc. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố kiểm soát chặt chẽ thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong các bếp ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục hoặc nơi cung cấp suất ăn cho trường học. Tại Quảng Ninh, vấn đề này đang được các nhà trường quan tâm đặc biệt nhằm kiểm soát chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn sức khỏe cho học sinh. Là địa phương đông dân cư nhất trên toàn tỉnh, hiện trên địa bàn thành phố Hạ Long có 37 trường tiểu học và liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, 31 trường mầm non. Trong đó, 31 trên 31 trường mầm non, 35 trên 37 trường tiểu học tổ chức cho học sinh ăn bán trú. Công tác thực hiện ăn bán trú cho học sinh đang được thành phố kiểm soát rất chặt chẽ nhằm tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra. Để đảm bảo cái an toàn thực phẩm trong các cái bếp ăn và trong cái tổ chức bán trú cho học sinh trong các nhà trường thì ngay từ đầu năm học thì phòng giáo dục đã tham mưu với thành phố và đã có cái chỉ đạo các nhà trường là thực hiện nghiêm các cái biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, các cái quy định về an toàn thực phẩm và đặc biệt là chú trọng cái việc mà lựa chọn các cái nhà cung cấp thực phẩm và cung cấp suất ăn đảm bảo các cái điều kiện theo quy định và có uy tín và kiểm soát chặt chẽ thực phẩm rồi quy trình chế biến và cái công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Phòng giáo dục cũng đã chỉ đạo các nhà trường là phải tăng cường sự vào cuộc của các bậc cha mẹ tham gia vào các cái khâu giám sát để đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh trong các nhà trường. Là một trong hai trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hạ Long tự tổ chức nấu ăn cho học sinh, trường tiểu học Cao Xanh đang đưa ra những yêu cầu rất khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm. Với phương châm an toàn, đủ chất dinh dưỡng, hơn 1.000 suất ăn cho học sinh nhà trường luôn sạch sẽ và nóng hổi khi đến với học sinh. Con thấy bữa ăn ở trường rất ngon, nóng hổi, đa dạng, phong phú và được thay đổi mỗi ngày ạ. Để thực hiện công tác nấu ăn tại nhà trường, bộ phận nhà bếp khá vất vả. Mọi khâu của quá trình thực hiện bữa ăn bán trú phải được đảm bảo từ lựa chọn thực phẩm, tiếp nhận thực phẩm, chế biến và chia các suất ăn và lưu mẫu. Nhưng nhờ vậy mà học sinh của nhà trường luôn được có những bữa ăn nóng sốt, đủ chất dinh dưỡng và an toàn cho sức khỏe các em. Để mà tổ chức cái bếp ăn bán trú tại nhà trường thì thực sự là rất là vất vả. Nhưng mà tất cả là vì học sinh thân yêu nên là nhà trường đã quyết tâm lựa chọn nấu ăn tại nhà trường. Nhà trường cũng luôn phối hợp với phụ huynh nhà trường để giám sát cái công tác giao nhận thực phẩm. Rồi cái thực đơn thì luôn được công khai để phụ huynh cùng với nhà trường có công tác quản lý bán trú được tốt hơn. Không phải trường học nào cũng có điều kiện để thực hiện nấu ăn. Đa số các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hạ Long hiện nay đang ký hợp đồng với các cơ sở cung cấp suất ăn có uy tín. Nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp thường xuyên kiểm tra đột xuất công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ở các cơ sở trên để đảm bảo bữa ăn cho các con an toàn và đủ dinh dưỡng. Tuy nhiên, vào những ngày đông thời tiết giá lạnh, qua quá trình vận chuyển, các suất ăn không giữ được độ ấm nóng cho đến giờ học sinh ăn trưa. Con cảm thấy cơm ở trường thì rất là ngon, nhưng mà có một vấn đề là cơm khi được đưa tới trường thì nó cơm bị nguội quá. Mùa hè thì có thể là chúng ta có thể ăn với canh chẳng hạn, nhưng mà vào mùa đông thì cơm thì nó hơi nguội, nên là con mong là nhà trường sẽ ở về cái phần giữ ấm cho các suất ăn của các bạn thì nó sẽ được chú trọng hơn. Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, đối với các cơ sở giáo dục không tổ chức nấu ăn tại trường mà hợp đồng với các đơn vị cung ứng suất ăn trực tiếp cho học sinh, thì thủ trưởng cơ sở giáo dục, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh cần phải thống nhất lựa chọn đơn vị đủ điều kiện kinh doanh, cung ứng dịch vụ liên quan đến tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại trường. Việc ký kết giữa thủ trưởng cơ sở giáo dục với chủ đơn vị cung ứng dịch vụ phải có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh. Các bên liên quan thường xuyên tổ chức giám sát nguồn nguyên liệu, quy trình chế biến, vận chuyển, khẩu phần ăn, chất lượng suất ăn của học sinh. Cái thực phẩm mà chúng tôi đưa vào để phục vụ trong một bữa ăn hàng ngày ấy là buổi sáng khi 2 rưỡi là thời gian buổi sáng là xe vận chuyển thực phẩm sẽ vào tới nơi
và chúng tôi sẽ là người trực tiếp nhận thực phẩm tươi sống, chọn lựa. Còn thứ hai là nấu nướng thì chúng tôi cũng phải có những chuyên viên được qua trường lớp, để có kinh nghiệm và được tập huấn hàng năm đều đặn về vấn đề kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm để đạt được những cái yếu tố mà quy định trong cái bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được nhà trường, ban giám hiệu và chúng tôi quan tâm. Ngay từ đầu năm học, chúng tôi đã ký suất ăn, hợp đồng cơm bán trú đối với cơ sở Bảo Trung. Và trong quá trình ký kết hợp đồng thì chúng tôi yêu cầu nhà cung cấp suất ăn phải đảm bảo đầy đủ chế độ dinh dưỡng từ khâu chọn lựa thực phẩm cũng như khâu chế biến bảo quản thực phẩm và khâu vận chuyển để vận chuyển cơm đến nhà trường cho các em học sinh. Và sau khi đã ký kết hợp đồng xong thì chúng tôi đã thường xuyên có những kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với cơ sở cung cấp suất ăn. Và chúng tôi ngoài ra thì ban giám hiệu chúng tôi thường xuyên phối kết hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh của các lớp kiểm tra đột xuất cũng như là báo trước và không báo trước đối với cơ sở cung cấp suất ăn. Còn tại thị xã Đông Triều, hiện có 30 trên 30 trường mầm non và 17 trên 25 trường có cấp tiểu học trên địa bàn thị xã có tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. Trong đó 100% trường mầm non trực tiếp tổ chức nấu ăn tại trường. Các trường tiểu học đang triển khai theo hai hình thức là nấu ăn tại trường hoặc ký hợp đồng với cơ sở cung cấp suất ăn có đủ năng lực và uy tín. Dù lựa chọn hình thức tổ chức bữa ăn bán trú nào, các nhà trường đều thực hiện nghiêm túc việc ký kết hợp đồng có thỏa thuận chặt chẽ với các đơn vị cung cấp suất ăn bán trú hoặc cung ứng thực phẩm rau an toàn, chú ý truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Đồng thời tổ chức tốt hoạt động của ban chỉ đạo bán trú, phân công trách nhiệm rõ ràng, tăng cường phát huy vai trò giám sát thường xuyên và đột xuất của các phụ huynh đối với quá trình đưa thực phẩm từ bếp đến bàn ăn của học sinh. Như nhiều trường mầm non khác, từ nhiều năm nay, trường mầm non Hoa Phượng thị xã Đông Triều tổ chức nấu ăn bán trú tại trường cho 100% trẻ mầm non. Để đảm bảo an toàn cho trẻ, nhà trường đặc biệt chú trọng đến khâu lựa chọn thực phẩm đảm bảo tươi ngon, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng của các đơn vị cung ứng thực phẩm uy tín và có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Các hoạt động trong khu vực bếp ăn từ sơ chế đến thành phẩm đều được thực hiện theo một chiều duy nhất nhằm đảm bảo vệ sinh, tránh nhiễm khuẩn chéo giữa thực phẩm sống và chín. Bên cạnh đó, việc khử khuẩn toàn bộ dụng cụ nhà bếp, bát đũa trước và sau khi sử dụng cũng được nhà trường chú trọng thực hiện để trẻ có bữa ăn học đường an toàn, đủ chất và ngon miệng. Chúng tôi tuân thủ nghiêm các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú trong trường học. Trong đó, đảm bảo đội ngũ nhân viên cấp dưỡng được tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm, chế biến món ăn cho trẻ và được khám sức khỏe ít nhất là 2 lần trên năm. Đối với khẩu phần ăn của trẻ thì chúng tôi xây dựng theo phần mềm dinh dưỡng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo tỷ lệ dinh dưỡng trên ngày và các món ăn được thay đổi theo tuần, theo mùa giúp các bé ăn ngon miệng. Ngoài ra, cứ 6 giờ 30 hàng ngày thì tổ kiểm thực của nhà trường đã có mặt để thực hiện công tác giao nhận thực phẩm, đảm bảo công tác an toàn thực phẩm ngay từ đầu vào. Để có thể tự tổ chức nấu ăn, cần có đầy đủ cơ sở vật chất cho một bếp ăn tập thể. Được sự quan tâm đầu tư của thị xã và ngành giáo dục, năm 2020, trường tiểu học Đông Mai thị xã Quảng Yên được đầu tư mới khu vực bếp ăn phục vụ cho gần 700 học sinh. Với cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, nhà trường đã và đang thực hiện công tác ăn bán trú cho học sinh một cách cẩn trọng và đúng quy trình trong tất cả các khâu: nhập nguyên liệu, chế biến đồ ăn, chia thức ăn và lưu mẫu. Trước khi tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ, nhà trường cũng đã xin ý kiến của các bậc phụ huynh, sau đó cùng thống nhất đơn vị cung cấp thực phẩm. Khi thực phẩm được chuyển đến bếp ăn của nhà trường, mỗi ngày đều được kiểm tra an toàn vệ sinh trước khi đưa vào chế biến. Khâu kiểm tra chất lượng bữa ăn thường xuyên có sự kiểm tra đột xuất của ban giám hiệu nhà trường, phòng giáo dục đào tạo, phòng y tế và ban phụ huynh. Đối với cái công tác bán trú và bếp ăn của nhà trường thì được nhà trường rất là quan tâm. Thì đầu tiên là cũng nhà trường xin ý kiến của phụ huynh về cái tổ chức những cái bữa ăn. Cái thứ hai nữa là về cái thực phẩm là được lấy ở công ty có nguồn gốc rõ ràng
và đã được kiểm định về cái chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Và khi mà thực phẩm được chuyển đến nhà trường thì được ban giám hiệu nhà trường cũng như là nhà bếp ra kiểm tra, cân đo về cái thực phẩm tươi sạch, đảm bảo theo đúng quy định. Sau khi mà tiếp nhận thực phẩm xong thì đã được nhà bếp chế biến, cũng đảm bảo theo cái quy trình an toàn, vệ sinh. Tại thành phố Cẩm Phả, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng đang được ngành giáo dục chỉ đạo sát sao và hiệu quả. Với mức đóng 22.000 đồng một ngày, học sinh tại trường mầm non Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả được ăn 2 bữa chính, 1 bữa phụ. Trẻ mẫu giáo được ăn 1 bữa chính, 1 bữa phụ. Thực đơn phù hợp theo mùa, được thay đổi theo ngày, đảm bảo cân đối dưỡng chất cho trẻ. Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc ký kết hợp đồng có thỏa thuận chặt chẽ với các đơn vị cung ứng thực phẩm. Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc ký kết hợp đồng có thỏa thuận chặt chẽ với các đơn vị cung ứng thực phẩm, rau an toàn, truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Đồng thời phân công trách nhiệm rõ ràng trong từng khâu của hoạt động bán trú, tăng cường phát huy vai trò giám sát thường xuyên và đột xuất của các phụ huynh đối với quy trình đưa thực phẩm từ bếp đến bàn ăn của học sinh. Có cả ban giám hiệu giám sát này, nhân viên y tế và mời phụ huynh. Buổi sáng ra thì mời bất kỳ một phụ huynh nào cũng có thể là tham gia cái quy trình giao nhận thực phẩm của nhà trường chúng tôi. Thế và cái quy trình chế biến thì tuân theo cái quy trình bếp một chiều và cái đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là chúng tôi được chú trọng và đưa lên hàng đầu, và cái lưu mẫu thực phẩm hàng ngày chúng tôi cũng thực hiện rất là chặt chẽ. Có thể thấy hoạt động bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã và đang giúp các em học sinh có những bữa ăn ngon và có nhiều thời gian nghỉ ngơi để tiếp năng lượng cho buổi học chiều. Bên cạnh đó còn giúp các em rèn được khả năng tự phục vụ bữa ăn cho bản thân. Việc kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bữa ăn bán trú là hết sức cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, tạo thêm niềm tin để các bậc phụ huynh yên tâm gửi gắm con em đến trường. Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý bán trú trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các phòng giáo dục đào tạo, trường học tăng cường công tác chăm lo bữa ăn bán trú cho học sinh, đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện đúng việc xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng theo hướng dẫn. Đối với các cơ sở giáo dục ký hợp đồng cung ứng suất ăn với các đơn vị bên ngoài, cần chú ý tới chất lượng nguồn thực phẩm nấu ăn tại cơ sở, phối hợp với các cơ quan chức năng đi kiểm tra định kỳ đột xuất với các đơn vị cung ứng, cơ sở nấu ăn bán trú cho học sinh để đảm bảo công tác quản lý bán trú được hiệu quả nhất. Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát, thanh kiểm tra để đảm bảo 100% bếp ăn bán trú trong trường và các đơn vị cung ứng suất ăn cho học sinh thực hiện đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc trong trường học.